Cái mềm xiên không bạn? Thật bị ai vậy? Vì họ tăng tăng được bằng lực thì thấy biết là thấy thấy như này chưa con thì làm thì con thì ở tháng con thì đừng ra đi đây. Con nhớ tám công việc không xây. Tôi đã thực hành viên. Vimos um pouco.